Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 2019, cũng là ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Nhân ngày lễ về mẹ, có Phật tử hỏi con làm sao để báo hiếu được cho mẹ cha theo lời của Phật dạy. Kính thưa chư thiền hữu tri thức, con bản thân chưa có báo hiếu được cho mẹ, cho nên con chỉ lấy lời Phật dạy để chia sẻ, chứ tự thân mình chưa có cảm giác, chưa có cảm thấy rằng mình trọn vẹn chữ hiếu thì không có dám khuyên dạy ai. Phật dạy có bốn điều. Nếu ai làm được bốn điều này, người đó sẽ báo hiếu được, sẽ đền ơn được cho hai cái người mà suốt cả kiếp người trăm năm không bao giờ đền đáp được cái công ơn của họ. Hai người nào? Đó là cha và mẹ. Phật nói cái công ơn của cha mẹ nó lớn như thế này nè quý vị. Nếu như một người con mà phải trái hai vai cõng cha mẹ hết 100 năm, rồi chăm sóc, xoa bóp, tắm rửa, giặt giũ, chăm sóc, nếu cha mẹ có đại tiểu tiện nằm một chỗ và họ có cả 100 năm ấy chăm sóc, cũng không có báo đáp được hết công ơn. Và nữa, nếu như đặt mẹ cha lên một cái nơi mà ở đó cũng vàng địa ngọc, sung sướng hưởng thụ tất cả những gì của thế gian này có, thì cũng không có báo đáp được hết cái công ơn của mẹ cha. Tức là Đức Phật nói cái công đức mà mẹ cha cho đứa con á, nó lớn không có thể báo đáp được, dù là cả trăm năm phụng dưỡng họ đến cái mức độ tối thượng thừa như vậy. Phật có nói vì sao? Bởi vì dù mình có cho cha mẹ tất cả những gì mà cuộc đời này mong cầu đi chăng nữa, thì mình cũng chưa có báo đáp được một phần mà cha mẹ cho. Bởi vì cha mẹ cho mình là cho mình cả cuộc đời, còn mình có cho thì từng phần của cuộc đời thôi. Cho nên Phật mới dạy, dù là không báo đáp được cách trăm năm như vậy, nhưng có cách chứ không phải không. Cách gì? Bốn cách sau đây. Đây là Phật dạy nha quý vị. Thứ nhất, nếu cha mẹ mình chưa có niềm tin, làm cho họ có niềm tin. Thứ hai, nếu cha mẹ mình ác giới, hãy làm cho họ có thiện giới. Thứ ba, nếu cha mẹ mình sang tham, hãy giúp họ bố thí và khiến họ bố thí. Thứ tư, nếu họ có ác kiến, hãy giúp họ có chánh kiến. Đây là trung kinh Tăng Chi Bộ, kinh tên là Đất 118. Nếu cha mẹ mình không có niềm tin, hãy làm cho họ có niềm tin. Niềm tin gì quý vị? Tin vào ba thứ sau đây. Thứ nhất, tin có tội, có phước, có thiện, có ác. Nhiều người không tin nha. Thứ hai, tin có nhân, có quả. Thứ ba, tin có kiếp trước, kiếp sau, có luân hồi, nghiệp báo, chẳng phải chết là hết. Bởi vì những cái điều này là những điều không thể thấy, tức là nhân quả ai thấy, tội báo cũng không thấy luôn, kiếp trước kiếp sau cũng không mấy người thấy. Không thấy cho nên không mấy người tin. Mà không tin là sống tà kiến nguy hiểm. Cho nên không thấy thì mình làm sao cho họ tin? Thì đây là đại báo hiếu. Thì để cho họ mà tin được ấy, thì bản thân mình phải sống sau đó. Nếu mình là người tốt thì mình sống không có đau khổ. Nếu ở kiếp này thì những lời mình nói nó mới có tác động và giá trị thức tỉnh lòng họ. Những thứ mà tin ấy, là những thứ mà nó phải khát khởi, phát khởi một cái gì đó nhiều hơn họ. Ai đó làm được cái điều mà họ không làm được, cái điều nhiệm màu, một cái bậc chân tu thạc đức, một cái lời trí tuệ sâu sắc nào đó, thì ít nhất trước là bản thân mình đừng có sống mà dưới họ một mức đạo đức. Thì mình nói chuyện đạo đức niềm tin họ không tin đâu. Thứ hai, dẫn họ đến những cái người, những cái bậc cao tăng thạc đức, những bậc tu hành đắc đạo,
những cái nơi, những cái môi trường mà tu hành có những con người chân chính, sống đàng hoàng, đứng đắn, trí tuệ và lòng từ bi đích thực cảm hóa được họ. Họ tin. Có những con người tốt hơn họ, họ tin như quý vị. Đời mà sống không có niềm tin, nương tựa vào một cái gì đó bên ngoài về tâm linh cao thượng đó, là bởi vì họ chưa có thấy ai hơn họ cả. Muốn cho cha mẹ có niềm tin mình trước hơn họ, ít nhất là đừng thua họ về đạo đức. Hai là cho họ tiếp xúc với con người và môi trường đạo đức tâm linh hơn họ. Đó là cái cách đó, giúp cho cha mẹ có niềm tin. Đặc biệt một cách nữa là trở thành một người xuất gia tu hành. Vì sao? Vì bậc chân nhân á, một bậc trí tuệ, thiện, tri thức á, tán thán ba điều này nè quý vị. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là xuất gia, thứ ba là cung dưỡng, kính thờ mẹ cha. Ba điều này được bậc trí tán thực. Thì khi mình xuất gia là tự động mình làm cái điều mà cha mẹ mình trước đó không làm được. Đó là gì? Mình dám từ bỏ. Không mấy ai trên đời dám từ bỏ quý vị. Từ bỏ cái tương lai, cái thân xác xinh đẹp, cái sự chấp dính, cái tham lam đã đành, nhưng mà từ bỏ luôn cái thế tục, sống cái đời nghiệp lực thế tục của thế gian, không mấy ai bỏ được. Mà nếu mình xuất gia mình bỏ được thì tự động bằng cái tình thương của cha mẹ, họ muốn làm cái điều mà người thương họ làm, và họ càng kính hơn nữa nếu người thương họ làm được cái điều mà họ làm không được. Cho nên nếu mà một người con xuất gia sống đời chân chính giới hạnh, chắc chắn sẽ khởi được cái niềm tin của cha mẹ mình hướng về thứ nhất Tam Bảo, biết được cái công đức Tam Bảo là lớn, thứ hai là nhân quả thiện ác, thứ ba là luân hồi nghiệp báo. Ba điều này nếu thấy cha mẹ mình trước chưa có tin, bây giờ tin vào ba điều này là người con đó thành công trên cái niềm tin của cha mẹ, làm cho họ phát khởi cái niềm tin tịnh tính. Thứ hai nữa quý vị, đó là nếu họ ác giới, tức là họ làm cái điều ác. Điều ác là điều sao? Ít nhất là năm điều ác mà họ làm: sát hại, trộm cắp, tà hạnh với người không phải vợ chồng mình, nói dối và rượu chè, bê tha xỉn say. Nếu cha mẹ mình sống không có trọn vẹn năm cái điều thiện này á, thì mình nếu là muốn báo hiếu thì mình giúp họ quay về với năm giới, giúp họ mà thực tập năm giới. Mình đừng có nói giới, nói luật gì, nếu như họ chưa có biết thì mình chỉ nói cái lương tâm đạo đức của một con người bình thường, họ thừa hiểu điều đó là đúng sai hết đó. Nhưng mà điều nói để giảng, để nói, để hiểu, để tiếp xúc đó, mình không phải dạy đời, bởi mình là con, thế nào thì bổn phận của mình, trí tuệ của mình, họ lúc nào cũng nhìn mình là ít, là thiếu, là nhỏ, là bé hơn họ hết trơn. Mình không thể dạy họ được, trừ khi mình có một cái đời sống đạo đức và kinh tế và trí tuệ và lòng từ bi mà họ phải kính, thì là nói mình giá trị. Và mình sống một đời đặc biệt là hạnh phúc. Và họ tin vào cái thứ mình giữ là do cái hạnh phúc, là do hạnh phúc là kết quả của những thứ mà mình thực tập. Quý vị nè, cái thứ ba đó là lòng tham. Cha mẹ thương con cái, cha mẹ phải có gia đình, cái gì họ cũng gom vô cho người thương và cho bản thân họ. Cho nên cái gọi là lòng tham nó là bản chất của họ. Cái gì họ cũng muốn cho họ riêng, cho con cái của họ, cho người thương của họ. Nó tạo ra một cái tập khí chất chứa, giữ gìn, bám víu, cho nó không có chia sẻ, buông bỏ và cho đi. Thành ra cái tâm của họ mỗi ngày nó mỗi ích kỷ nhỏ bé. Họ sống ở trong cái sự lo lắng, sự sợ hãi và sự gom thâu đêm về. Tức là cái tâm nó ích kỷ, nó không có tạo phước nhiều, mà nó ngày càng bỏng sẻn thêm. Đó là cái tâm ngạ quỷ đó quý vị. Thì giúp cho cha mẹ mình mở rộng cái lòng từ bố thí cho đi là giúp cho họ có được cái niềm vui chia sẻ. Không những họ có được cái niềm vui chia sẻ kiếp này, mà cái quả báo là được sinh thiên hưởng thụ cái giàu sang, cái vinh hoa phú quý ở kiếp sau làm người hoặc là chư thiên. Cho nên giúp cha mẹ mình vui ở kiếp này, kiếp sau không đại báo hiếu là gì?
thì buộc mình đừng có sống tham lam. Mình phải sống sao cho từ bi mình lớn, tình thương mình lớn, hành xử của mình lớn, con tim mình lớn. Thì mình nói cách nói của mình cũng khiến cho họ dễ lớn con tim theo. Cho nên làm cho họ lớn lên cái tình thương cho đi, san sẻ, gọi là bố thí á quý vị. Mà bố thí cho đi san sẻ nha, ai mà giúp cha mẹ mình làm được điều này á, quý vô cùng. Con cũng cố gắng giúp mẹ con, có một cọng rau rồi con nói má cho đi, hai cọng á má cho một cọng, hai bó má cho một bó, thay vì bán cho, thay vì gom về chia sẻ. Bó rau thôi á không khó để mà có nó, đúng không? Nhưng nếu có tính ích kỷ á, chưa bao giờ nghĩ chuyện cho khi dư, nghĩ cái chuyện đi kiếm tiền liền, 5.000, 1.000 cũng nghĩ đi bán, nhưng bao giờ nghĩ đi cho hết á. Tức là biết cái tâm của cái người thương mình đó, nó không có được rộng mở và nghĩ cho người, nó không có biết cách để tạo cái phúc báu cho kiếp này kiếp sau. Thành ra họ giàu có mà họ vẫn khổ kiếp này, và họ không có tạo được cái phước lạc cho kiếp sau, rất là tội nghiệp. Cho nên dù nghèo dù giàu, cha mẹ mình phải cần hiểu cái điều này nè. Bố thí, không có bố thí sống rất là nghèo khổ, rất tội. Không có bố thí tâm rất là sợ hãi, lo lắng. Không có bố thí tâm rất là sang tham, ích kỷ. Chỉ có bố thí là mở rộng lòng từ, thì ta sống bắt đầu ai cũng thương yêu, tự động. Cái tình thương mà người ta, mà cha mẹ mình mang tới cho người khác bằng sự chia sẻ, khiến cho họ hạnh phúc. Chứ không phải chất chứa tài sản trong nhà nhiều mà họ hạnh phúc đâu. Hạnh phúc không phải là gom về quý vị. Hạnh phúc là cho đi. Gom về nó chỉ đem đến hai thứ thôi: tăng trưởng lòng tham và ích kỷ. Và ích kỷ nó tạo ra gì? Sợ hãi. Sợ hãi nó tạo ra bất an, lo lắng và đau khổ quý vị ạ. Cho nên muốn cho cha mẹ mình sống bình yên á, chăm sóc cái thân vật chất này chưa đủ, chăm sóc cái tâm linh của họ, là cái tâm hồn, là cái rộng mở, là cái lớn lên mỗi ngày ấy, quan trọng lắm. Cái thứ tư đặc biệt là cái khó nhất là cái gì? Nếu mà họ có cái ác kiến, tức là cái nhìn sai lầm về cuộc đời, thì phải nhìn giúp cho họ quay về cái chánh kiến. Chánh kiến là sao quý vị? Trên hai phương diện. Một là bản thân họ nhìn cuộc đời là đẹp, là hạnh phúc. Điều đó không sai, nhưng nó không đúng. Bởi vì cuộc đời bản chất của nó là bất toàn, nó vô thường, nó trôi như nước chảy, như mây bay, sớm nở, tối tàn, thay đổi liên tục. Cái gì mà làm cho mình hài lòng hoài đâu. Cho nên cuộc đời này vốn bất toàn, tức là dukkha, tức là bất toại. Cho nên phải cho cha mẹ mình có một cái nhận thức đúng về cuộc đời, đó là chánh kiến ấy. Cuộc đời này là khổ, là bất toại, để họ không có dính mắc, và để họ không có tạo ra cái nguyên nhân của đau khổ. Giúp cho họ thấy được cuộc đời này là vô thường, không có chất thật thường còn một cái gì cả. Giúp cho họ biết được cuộc đời này là vô ngã, không có một cái tôi. Đó là ba cái thứ gọi là ở trong một cái gọi là tam pháp ấn, giúp cho cha mẹ mình hiểu điều đó. Nghe pháp nè, dẫn họ đi chùa, cho nghe kinh, tiếp xúc nhân vật hiền thánh tăng, nhân vật chân tu thạc đức, những con người sống có đạo hạnh, lần lần tự động họ mưa lâu tắm đất, quý vị biết không? Nếu nói chuyện với họ thì nói chuyện gì? Nếu mà không có nói chuyện thế gian thì chỉ có một thứ thôi, nói chuyện xuất thế gian. Nếu mà không có nói chuyện tham, nói chuyện bố thí. Nếu không có nói chuyện tà kiến thì nói chuyện chánh kiến, phải không nào? Cái thứ hai, chánh kiến thứ hai nữa là giúp cho cha mẹ mình biết được tứ diệu đế, tức là đời này khổ và nguyên nhân của khổ là tham sân si. Ai tạo? Họ tạo. Họ tạo được thì họ cũng sửa được. Họ làm cho họ khổ được, họ sẽ làm cho họ hạnh phúc được. Bằng cách nào? Đi vô đường bát chánh đạo, biết tu tập, biết sống có giới hạnh, có định tĩnh và có con mắt trí tuệ nhìn đời, biết tu tập các cái ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định ngày càng nhiều hơn. Và đại hiếu thảo nữa, đó là giúp cho họ khởi cái bồ đề tâm, tức là cái tâm tìm cầu giải thoát, thoát ly sanh tử, và phát khởi cái lòng đại từ bi với tất cả muôn loài chúng sinh, vì chúng sinh mà tu tập, nguyện cho họ vì thành Phật mà tu hành. Như vậy, Đức Phật nói đó là cách mà chúng ta có thể giúp
chúng ta có thể đền đáp trọn vẹn được công ơn của cha mẹ. Bản thân con đi tu, mẹ con sớm trưa chiều tối, bản thân một mình phải tự lo cơm áo gạo tiền, bệnh tật nóng lạnh. Con ở đây, ngày Vu Lan này không bên mẹ, con chỉ mong một điều, những người mẹ có những người con xuất gia hãy vững vàng là một hậu phương tâm linh đáng tin cậy, để cho chúng con những người xuất gia ở tiền tuyến có cái chỗ nương tựa quay về. Dù chúng con xa bằng khoảng cách, nhưng tâm hồn chúng con hướng đến cha, đến mẹ, đến chúng sinh, chứ không có hướng đến riêng tư lợi ích của cá nhân mình. Nên má của con cũng như má của bao nhiêu người đệ tử xuất gia của sư phụ, cũng như bao nhiêu người mẹ mà có con xuất gia, cũng như tất cả những người mẹ ở trên đời đang là mẹ, kính mong những người mẹ ấy sớm quay về Tam Bảo, thấy sâu nhân quả, phát đại thừa tâm và hướng đến con đường tỉnh thức giải thoát. Nguyện cho mẹ, cho má và cho tất cả muôn loài cũng là mẹ của chúng ta được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Hoằng Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.